Em xin chào tất cả các bác nhé. Hôm nay em lại có một phiên bán hàng này với rất là nhiều mặt hàng đẹp ở trong video các bác nhá. Hôm nay em có chồn này, cáo này, hoàng nhạn, đấy, tai trâu chơi Tết các bác nhá, và địa lan, trâu như và rất là nhiều mặt hàng nữa ở trên video. Các bác theo dõi video và ủng hộ cho em nhé. Các bác đặt hàng liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại 0394547221. Đầu tiên em sẽ lên cho cả nhà, đầu tiên là các cái mã của mặt trời Bangkok các bác nhá, hoa nở tại vườn này. Em sẽ cho cả nhà xem qua cái mặt hoa này. Đấy, hoa nó rất là đẹp và thơm các bác nhá. Cái dòng này nó siêng hoa, một năm nó cho hoa nhiều đợt lắm. Đấy, như em để ý thì nó phải tầm 3-4 năm đợt gì đấy luôn ấy ạ. Đấy, ngồng hoa này rất là dài và hoa thơm các bác nhá. Đấy, thì em sẽ lên cái mã A1 này. Cây rất là to xếp các bác nhá. Cây này em chia sẻ cho cả nhà với giá là 300k nhá. Đang có ngồng đụ rồi các bác nhá, đang có ngồng đụ rồi. Đấy, mã 1 là 300. Mã 2 này. Đấy, mã 2 này em cây nó rất là to này. Đấy, cây này thì nó bị rách một ít lá đây thôi các bác nhá, nó không ảnh hưởng gì đâu. Đấy, cây này rất là to nhá. Nhiều cặp lá. Mã này em cũng chia sẻ cho cả nhà với giá là 300k nhá. Các bác lấy mã nào thì chốt cho em. Tiếp theo thì em sẽ lên cho cả nhà các cái mã của Hải Yến đi. Hải Yến này. Em sẽ lên theo từng mã. Đấy. Hải Yến các bác nhá, hàng thuần giò rồi, rất là đẹp luôn. Bác nào chưa có Hải Yến thì sưu tầm cho mình một số mã của Hải Yến nhá. Em sẽ lên cái mặt hoa Hải Yến cho cả nhà sưu xem này. Đấy, hoa của nó có màu tím như này. Tím thủy chung các bác nhá, rất là đẹp luôn. Đấy, hàng toàn bộ là hàng thuần vườn các bác nhá. Đấy, thì em sẽ lên cái mã 1 này, em chia sẻ với giá là 250.000 cho mã 1 này. Đấy. Mã 2. Mã 2 em chia sẻ với giá là 250. Đấy. Mã 3 này. Mã 3 em có 4 mã để chia sẻ đến cho các bác nhá. Đấy, đây. Mã 3 này, cây rất là đẹp luôn này. Đấy, rễ dài thuần nhá. Mã 3 em chia sẻ với giá 250. Mã 4 này, em cũng chia sẻ với giá là 250.000 các bác nhá. Tiếp theo thì em sẽ lên cho cả nhà các cái mã của giải hạt châu Như. Đây, hoa nở tại vườn này. Để về nói về cái dòng châu Như thì đây em sẽ lên qua cái mặt hoa để cho cả nhà siêu xem này. Đấy, hoa của nó sẽ có màu tím và lưỡi bè tím như này các bác nhá. Đấy, lưỡi bè tím này. Nó là dòng thân thòng nên là cực kỳ sai hoa. Mầm của nó cũng lên rất là đẹp các bác nhá. Mầm của nó sẽ tím lịm như này. Đấy, thì em sẽ lên theo từng mã. Đấy, mã 1 này. Đây, có cái dề này siêu vẹp luôn các bác này. Mã 1 em chia sẻ với giá là 350.000 cho mã 1. Mã này mã siêu phẩm luôn các bác nhá. Đấy, rất là đều thân, 350 mã 1 này. Mã 2 này. Đấy, mã 2 đây, dề rất là to. Hàng nguyên dề thì các bác có thể chơi hoa cùng một loạt luôn các bác nhá. Nên nó rất là ưu điểm như là như vậy luôn ạ. Các bác có thể chơi hoa đồng loạt. Đấy, mã 2 em chia sẻ với giá là 330.000 các bác nhá. Mã 3. Mã 3 này, một siêu phẩm luôn các bác này. Đấy. Mã 3 em chia sẻ với giá là 330.000 cho mã 3 nhá. Đấy, các bác lấy mã nào thì chốt cho em nhá. Tiếp theo em sẽ lên các cái mã của cô Rat Coki. Đây ạ. Cô Rat Coki này, em cho cả nhà xem cái mặt hoa của Coki nhá. Đây. Hoa của nó bông rất là tím và bông to tròn, hoa rất là thơm các bác nhá. Đấy, bông to như cái miệng cốc luôn đấy ạ. Cực kỳ thơm. Đấy, cô Rat Coki. Hàng của em thì toàn bộ là hàng thuần chậu các bác nhá, hàng thuần chậu rồi. Đây ạ. Cái mã 1 này, hai cây xếp đẹp chưa? Đấy, mã 1 nhá. Rất là đẹp. Đấy, cái mã này em chia sẻ cho cả nhà với giá là 380.000 cho mã 1 các bác nhá. Đấy, mã 2 cũng chậu hai cây luôn này. Cũng chậu hai cây. Em chia sẻ cho cả nhà với giá là 350.000 cho mã 2. Mã 3. Mã 3 này thì nó có một cái ít cháy lắng ở đây thôi các bác nhá. Nó chỉ bị giảm tí cháy lắng. Thì cái mã này em bán xả luôn cho các bác luôn với giá là 300.000 cho mã này luôn các bác nhá. Đấy, cũng chậu hai cây, hàng thuần chậu rồi các bác ạ. Đấy, 300k cho mã 3. Mã 4 này. Mã 4 là một chậu gồm cũng là hai cây luôn các bác nhá, hai cây xếp đẹp. Mã này em chia sẻ cho cả nhà với giá là 350. 350.000 cho mã 4 các bác nhá. Đấy, cô Rat Coki. Các bác lấy mã nào thì chốt cho em. Tiếp theo em sẽ có các cái mã của Đai Châu. Đai Châu này, Đai Châu hồng cánh sen cả nhà nhá. Hàng toàn bộ là hàng lá mít. Đấy, lá của nó to như là tai voi luôn các bạn này. Đây ạ, to như là tai voi luôn. Rất là đẹp luôn cả nhà nhá.
Đấy, Daiso Hồng Kính Sen cái mã này các bác chốt cho em với giá là 380.000 cho mã 1 này. Mã 2 thì nó có một cái tí sẹo khô ở đây thôi các bác nhá. Đấy, thì cái mã này em chia sẻ cho cả nhà với giá là 350.000 cho cái mã 2. Đấy, tiếp theo có các cái mã của Daiso Hồng Gấm. Cái Daiso Hồng Gấm này thì hoa nó sẽ nở nhiều đợt trên một năm, nở cả Tết luôn các bác nhá. Đấy, Daiso Hồng Gấm em sẽ lên cái mặt hoa nhá. Em lên cái mặt hoa cho cả nhà sưu tầm này. Đây. Hoa nở rất là đẹp luôn các bác nhá. Đây ạ. Đấy, Daiso Hồng Gấm hoa nở tại vườn luôn đấy các bác này. Đấy, rất là đẹp và thơm. Và riêng cái Daiso Hồng Gấm này thì nó sẽ nở nhiều đợt trên một năm, nó không giống như các Daiso khác chỉ nở Tết. Cái Hồng Gấm này thì nó sẽ nở nhiều đợt trên năm các bác nhá. Đấy, thì cái mã 1 này, cây xếp đẹp này em chia sẻ mã này với giá là 300 cho mã 1. Mã 2 thì em thanh lý, cái mã này nó bị nghĩa là cái móc này nó móc vào thôi, một ít thôi nhá. Em thanh lý luôn cái mã này với giá là 250.000 cho cái mã 2 luôn các bác nhá. Cây rất là to. Đấy, hàng cây to trưởng thành. 250 cho mã 2 nhé. Mã 3. Tiếp theo em sẽ lên các cái mã của trồn hồng. Trồn hồng các bác nhá. Mình tắt cho con cái bớt trứng. Cái trồn hồng đây em chia sẻ cho cả nhà. Em chỉ lên cái mặt hoa này. Đây, nó gần như là cái màu tím luôn. Đấy, màu tím luôn. Đấy, rất là đẹp luôn nhá, trồn hồng. Thì cái mã 1 này, hai cây to này, em chia sẻ cái mã 1 này với giá là 320.000 cho mã 1, hai cây to. Các bác sưu tầm những cây to này thì ngồng hoa nó dài và nhiều hoa các bác nhá. Đấy, hàng sưu tầm, hàng tuyển luôn ạ. 320.000 cho mã 1. Mã 2, hai cây VIP luôn các bác này, to khủng luôn ý ạ. Đấy, em chia sẻ cái mã 2 này với giá là 350.000 cho mã 2. Mã 3, đây cũng hai cây to đẹp này. Đấy, mã 3 em chia sẻ với giá là 320. Ở tiếp theo em sẽ có các cái chậu của Hoàng Nhạn Lai với Cửu Bảo Tiên. Các bác nhá, rất là đẹp luôn. Các bác có thể sưu tầm cho mình cái loại này. Hoa của nó cực kỳ thơm, giữa mùi của cửu và của Hoàng Nhạn. Nên là nó thơm đặc biệt luôn nhá. Bác nào chưa có thì sưu tầm cho mình thêm giống của Hoàng Nhạn nhá. Đấy, hoa nở tại vườn đây. Nó gần như là màu xanh cốm luôn cả nhà nhá. Đây, em cho cả nhà xem này. Đấy. Đây. Nó là một chậu hàng thì hàng thuần hết rồi các bác nhé. Mã 1 này chậu 3 cây luôn này. Chậu 3 cây luôn các bác nhé. Đấy, rất là đẹp ạ. Đấy. Em chia sẻ cái mã 1 này với giá là 300. Mã 2 này. Chậu này rất là đẹp, hai cây to này. Em chia sẻ cái mã 2 này cũng với giá là 300.000 các bác nhé. Đấy, hoa gần như là màu xanh cốm luôn. Tiếp theo em có mấy cái chậu của Địa Lan Kim Phụng Bào. Đây, em sẽ lên cái mặt hoa. Trước tiên cái mặt hoa để cho cả nhà xem này. Kim Phụng Bào hoa nở Tết các bác nhá, bông to, màu xanh xanh kiểu xanh cốm non ấy ạ, rất là đẹp luôn này. Và toàn bộ là hàng lá biên lá phát tài các bác nhá. Thì các cái mã như này em chia sẻ là 160.000 cho một chậu. 160.000 cho chậu mã 1 này. Đấy, 160.000 cho chậu mã 2 này. Đây em có một cái chậu là bị vỡ. Em bán thanh lý luôn cái mã bị vỡ chậu này luôn này. Đấy, cái mã này em để cho các bác vào về trồng này, rất là to nhiều luôn, cả khóm luôn nhá. Em chia sẻ cái mã này với giá là 100, cả cái chỗ này em đi chia sẻ là 130.000 luôn. Bác nào về trồng cho em nhá, 130.000. Em có tiếp theo có một cái chậu kiếm hoa vàng to đẹp các bác nhá, thân xếp. Đây ạ. Đây. Em sẽ lên cái mặt hoa cho cả nhà xem cái kiếm hoa vàng này nhé. Đây ạ, kiếm hoa vàng đây. Rất là đẹp. Đấy. Kiếm hoa vàng cái mã này em chia sẻ với giá là 300 các bác nhá, 300.000. Kiếm hoa vàng nhá, hàng thuần chậu rồi đấy ạ, thuần vườn rồi. Chậu này nhiều tép các bác nhá. Tiếp theo em sẽ lên các cái mã của Nhạn 4N hàng lá xếp chỉ thiên nhá. Em lên cái mặt hoa này. Đây. Cái mặt hoa nở tại vườn các bác nhá. Bông của nó rất là đẹp luôn. Bông to tròn lưỡi tím này. Đấy, thơm nhá. Thì cái mã 1 này. Mã 1 này là chậu một cây xếp to nhá. Đấy, mã này em chia sẻ với giá là 200.000 này, mã 1 này. Mã 2, hàng lá kiếm lá chỉ thiên. Đây ạ. Chậu rất là đẹp, lá xếp chỉ thiên đấy các bác nhá, hay còn gọi là lá kiếm đấy.
đang rất là hot luôn. Đấy, em chia sẻ với giá mã này với giá là 200k các bác nhá. Em có chậu 2 cây. Đây, cũng là hàng lá xếp Chỉ Thiên này. Đấy, chậu 2 này em chia sẻ với giá là 380.000 cho chậu 2. Chậu 3 thì em chia sẻ cho cả nhà với giá là 550 các bác nhá. 550 cho mã 4 đi, mã 4 nhá. Tiếp theo em sẽ lên các cái mã của Samurai hoa trắng. Hàng rất là siêng hoa luôn các bác nhá. Em lên cái mặt hoa này. Đây, hoa sẽ nở thành từng chùm hoa trắng tinh như này các bác nhé. Đấy, rất là đẹp luôn. Hàng này thì hoa nở rải rác quanh năm, nhiều đợt trên một năm nhé. Hàng đẻ con khỏe nữa. Em lên cái mã 1 này với giá là 250.000 cho mã 1. Mã 2 này em cũng chia sẻ với giá là 250. Mã 3 này, mã 3 em chia sẻ là 250 nhé. Đấy, mã 4 cũng là 250 luôn. Bác nào lấy mã nào thì chốt cho em nhé. Tiếp theo em có các cái mã của tam bảo sắc hoa trắng, hàng bảo hành hoa trắng tinh luôn các bác nhé. Các bác có thể kết bạn Zalo để bảo hành các bác nhé. Đấy, còn thì hàng thì yên tâm là hàng bảo hành 100% cho các bác luôn, bảo hành trắng tinh luôn nhá. Em có chậu 3 đây rất là đẹp này. Đấy, chậu 3 cây xếp nhá. Em chia sẻ cái chậu này với giá là 900 đi. Đấy, mã 1 chậu 3. Mã 2 chậu 2 cây xếp này. À, em chia sẻ mã này với giá là 600k nhá. Mã 3 này một mẹ một con. À, em chốt cái mã này với giá là 350, một mẹ một con nhá. Em có một cái trụ cáo, cáo Cao Bằng này, rất là đẹp. Cáo Cao Bằng rất là đẹp luôn các bác nhá. Đây ạ. Cáo thì em sẽ lên cái giò này thì rất là đẹp luôn đấy các bác ơi. Đấy, cáo Cao Bằng. Em chốt cái giò thuần to này với giá là 650.000 cho cái giò trụ cáo to này các bác nhé. 650. Bác nào lấy cái trụ này thì chốt cho em. Đấy. Tiếp theo em sẽ có các cái mã của mặt trời Bangkok, hàng hoa đậm, hoa nở tại vườn như này. Em cho cả nhà xem cái mặt hoa này. Đấy, rất là thơm và đẹp luôn các bác nhé. Thì chậu của em toàn bộ là hàng chậu 6 cây. Đây ạ. Đẹp lắm này. Em chia sẻ cái mã 1 này với giá là 650.000 cho mã 1. 6 cây xếp các bác nhé. Mã 1 650. Và toàn bộ là hàng thuần rất là lâu rồi các bác nhé. Mã 2 cũng 6 cây to xếp này. Em chia sẻ với giá là 650.000. Mã 3. Đây ạ. Mã 3 này. Em chia sẻ với giá là 650. Tiếp theo em có các cái mã của lan hoa sao, hay còn các bác cu quen gọi là cẩm cù đấy ạ. Đây, một chậu ghép thành như quả địa cầu này, rất là đẹp này các bác này. Em quay tròn cho các bác xem nhá. Đó, rất là đẹp luôn nhá. Em chia sẻ với giá là 150.000 cho một chậu các bác nhá. 150.000 cho một chậu. Tiếp theo em sẽ, đây em có mấy các cái mã của gọi như là giả hạc trắng các bác nhé, giả hạc trắng tinh. Thì em sẽ chia sẻ là 250 cho một chậu. Đây, em sẽ lên cái mặt hoa. Đây các bác này, bông rất là to thơm các bác nhé, thơm lắm luôn ấy, trắng tinh tuyền luôn. Em chia sẻ là 250 cho một chậu các bác nhé. Đấy, mã 1 này. Đấy, mã 2 này, mã 3 và mã 4 nhá. Nói chung là các chậu nó rất là đều nhá. Thì các bác lấy chậu nào thì chốt cho em nhá. Thì mã này cũng là mã cuối của video ngày hôm nay nhé. Em cảm ơn các bác đã theo dõi hết video. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những phiên video tiếp theo nhé.